bỏ đầu tìm rãi liền. Ấy ra nó. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chuyện Đầu Nói trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đã tiếp tục đến với nhau trong một thử thách mới của Polytime. Hôm trước thì mình có làm một thử thách về xe nhưng mà chưa được cấp 1. Hiện tại hôm trước thì phong độ nó không được cao, phong độ nó hơi thấp. Là đi xe nó hơi chóng mặt nên là không được cấp 1 thôi. Mình hứa là sẽ quay trở lại và lấy cấp 1 về xe trong một khoảng thời gian gần nhất có thể. Và hôm nay chúng ta sẽ đến một cái thử thách mới mang tầm chất cũng gọi là feel không kém. Mọi người chắc là ở đây chắc cũng nhiều người xem Kim Dung. Hôm nay mọi người tôi xem môn võ công gọi là nổi tiếng. Hôm nay mình sẽ dùng kiếm pháp và tôi sẽ dùng dao lấy cấp 1. Và chính xác là tôi sẽ dùng tịch tà kiếm phổ của Kim Dung để lấy cấp 1 trận đấu này. Tịch tà kiếm phổ mấy ông nghe quen không? Người ta phải thiến mới dùng, mới học được, nhưng tôi không cần thiến cũng có học được. Và sự khác biệt của người bình thường và bình thường đẩy noi choi đi con dầu vậy làm cái gì đấy, đó cùng dùng shotgun, dùng tay không đấu shotgun. Còn cái nghĩ ngu đần nhất thằng nào đó nghĩ ra. Xin lỗi, tôi lỡ lời, tôi có xe rồi, tôi sẽ cán nó chết trong tình huống này. Xe à, trình độ lái xe đã đi lên đẳng cấp, gọi là tầm cao mới rồi. Lại thêm người nữa, thôi bắn nhau ít thôi, còn có tí hơi đầu game để mà sống đi, cứ đuổi nhau làm gì. Vẫn cố, ở đây có cái xe nữa. Tôi giờ tôi có xe, tôi tông chết người thôi. Sau một ngày hôm qua nó quen tay rồi, còn lấy xe cán người thành thói quen rồi. Bắn hả? Đợi đấy, anh sẽ quay trở lại và anh sẽ giết. Không thể để cho nó đẻ trứng được, mà phải giết đi, tí nó giết mình đấy. Né cũng ghê đấy, võ công năng 3 vi bộ của tên này cũng ghê đấy. Liệu có đấu lại được với tịch tà kiếm phổ của anh không? À quên, mình đang dùng xe, không có tịch tà kiếm phổ gì đâu hết. Đây gọi là xe công phu với xe và ô tô hút. Quay lại, đâu rồi? Vâng, tôi không thể để cho nó đè chứng được, tôi phải giết nó. Phải giết nó, nó chơi khôn quá. Trong nhà rồi, gọi ra đây xem nào. Bắn cả tâm môn nhà mày. Trong nhà bắn, chơi em vậy. Đấu qua đi. Đấy, sao lại chạy ra ngoài? Tại sao lại chạy ra ngoài? Thế là chết thôi. Tịch tà kiếm phổ. Mà quên mẹ nó mất, mình dùng kiếm mà mình sao mình dùng xe trận đấu này. Qua đi, tôi sẽ làm lại. Tôi xin lỗi. Xin lỗi khán giả, xin lỗi mọi người. Chúng ta sẽ làm lại. Tôi nhầm, tôi xin lỗi. Võ công của mình thì rất nhiều. Vâng, bao nhiêu tuyệt học tôi đã học được gần hết. Thật sự võ công trong người tôi nó nhiều lắm, kể không hết. Và những môn võ công gọi là cao thâm trong làng võ cao thủ võ lâm, tôi đã nhìn thấy một thanh niên đang chạy lò dò đằng trước. Tịch tà kiếm phổ của tôi là chủ yếu để khiến người thôi. Còn tịch tà kiếm phổ người ngày xưa người ta học người ta phải khiến, nhưng bây giờ là tôi học tôi để khiến người khác. Và đây sẽ là đối tượng để tôi khiến cho tình huống này. Anh em đợi chút, tôi sẽ thiến hắn. Xe kìa, lấy xe hút hắn, không được. Chúng ta đang chơi đường dao, vừa nãy tôi đã sai lầm khi dùng xe rồi. Và hôm nay tôi sẽ phải quay trở lại đường dao trong trận đấu này. Không được dùng xe nữa. Chúng ta sẽ quốc bộ đi vào. Tôi sẽ dình, tôi sẽ thiến thanh niên này. Đấy, chặt chẽ, trước mặt có người. Kìa bị bắn chết rồi. Đại dột vậy, đi giữa đường như vậy. Nó không nhìn thấy mình. Nghĩa là số nó chết rồi. Số chú là số chết rồi. Quả đấy mà không nhìn được người thôi. Có lẽ là số chết rồi. Giáp ba vẫn luôn đây. Nhà giàu hết, bất cả giáp ba đây. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh như giây phút chia tiền. Chào
này tôi rất bị dị ứng nhá. Còi báo động, nghe như là còi tiệc đám cưới vậy. Đồng chung quy là tôi sợ đám cưới nên tôi nghe tiếng còi tôi rất ác cảm. Đề nghị thay đổi ngay tiếng còi hú này đi nhá. Mặc dù tuyệt học trong người rất nhiều nhưng giờ chưa được sử dụng. Vừa nãy chưa kịp chém nó bị chưa kịp chém nó đã bắn chết rồi. Thật là khổ. Và bây giờ tôi sẽ tìm cơ hội khác để tôi trổ tài bằng tích tà kiếm khổ. Mấy thanh niên này có qua đi. Bắn nhau ghê quá, nó bắn thằng nào kia áp sát thôi. Đấy, tôi nghe có tiếng nạp đạn. Tôi nghe có tiếng nạp đạn bên trên. Thanh niên đang ngồi quay tay. Đấy, đi lại. Làm nút đồ ác. Chạm trượt, chạm trượt. Chạm vào chân. Nó chạy rồi. Chạy à. Đứng lại. Trời ơi, con mồi duy nhất của tôi chẳng lẽ không chết được. Buồn quá đi. Chết. Chết. Sợ thật. Kiếm pháp luyện đến gọi là đỉnh điểm môn võ công này. Tôi quay lại, tôi lấy đồ đã. Tôi phải lấy đồ đã. Rồi, các thằng vừa chết rồi. Đó phải, nó có khẩu súng này, tôi nhìn nó cầm 33 mà nhiều lắm rồi. Rồi, có tiếng súng. Có tiếng súng ở gần đây. Oh no. Trời ơi. Trước là địch, sau là bò. Làm sao đây? Còn một con dao và tịch tà kiếm phổ đủ để chống đối được lũ này không kìa. Phải đi chậm, nó nghe nó quẻ, nó phờ chết luôn đấy. Bó chạy nhanh thế. À, nó bắn ra bằng cái trên. Không, tranh thủ thời cơ, chạy vào bó thôi. Thằng này nó cũng giật mình, nhìn mình ở đây. Hai ông giật mình, kia chết rồi. Bắn chết nó đi, đúng rồi. Hay quá, không chết. Tôi không chết. Còn nước nước quả này còn giết được người ấy. Nghe nè, thế là nước đồ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Sao bỏ chạy. Vẫn nước đồ. Hay lắm. Bắn. Tôi sẽ giết nó. Chết, hẹt xô mặt. Không chém được, what the fuck. Chạy chỗ, chạy độ. Thế mà cùng chết. Thế đợt ra, hình như mình đã bắn chết rồi. Thằng đằng sau bắn chết rồi. Bà lờ. Trời ơi, mình ăn đến mạng. Thì tôi là mình ăn đến miệng rồi mà không ăn được. Cây trên kia kìa. Mày đến cạnh thế thì bố tao không ra được. Đi chỗ khác đi. Quay lại hú rồi. Tao cho mày chạy trước đấy. Tao chấp mày chạy trước đấy. Đấy chạy đi. Rồi em tìm đường em chạy chỗ khác. Thì em quay lại nó bắn chết lúc nào cũng ngay. Cuộc đời thật là lắm trông gai. Vâng, con đường chúng ta chỉ là con đường sinh tồn thôi. Bây giờ phải tìm cái chỗ nào đó, cái thằng nào nó đang ngồi trốn lên thì mới chém được. Chạy lăng xăng này chém khó lắm. À, tôi chưa nghĩ là tôi lấy tới một kiểu gì bằng tịch tà kiếm phổ đây. Bọn này thằng nào nó cũng dùng lăng ba đi bộ mắc nào vào con mẹ rồi. Không chém thằng nào đấy. Nó chạy mắc nhanh. Vâng, Ronaldo gọi bằng cụ. Bây giờ chạy ba cánh đồng rồi chưa tìm được thằng nào hết. À, bắn nhỏ, cút sơ, tôi nghe tiếng súng. Tiếng súng ở đâu? Em ở đâu? Anh Phi Châu đến đón. Tôi nghe tiếng súng thấp thoáng ở đâu đó ở đây. Sao nào? Một cánh đồng, à, kia có xe.
Tôi nhìn thấy cái xe rồi. Nào có băng vệ sinh đã cho chắc người. Băng vệ sinh hôm nay hơi bị nhiều, 10 cái rồi, dùng cả tháng không hết. Đây có xe, như vậy là trên chòi kia sẽ có người, sẽ áp sát. Ngứa ngứa quả này lại vớ được mạng. Đây là gì? Tôi sẽ đi được năm chút. Ấy xe là không xa. Mình đây, giờ này thì thằng Quỳnh đây. Quá. Tâm tim. Còn những tim bơm ạ. Bắn một phát chết. Một phát chết luôn đấy. Không tưởng luôn. Dùng chảo thủ chòi. Vâng. Chỉ có những con người gọi là không bình thường như tôi mới có thể dùng chảo thủ chòi thôi. Chả ai có thể làm được điều này hết. Bây giờ phải vào trong bo đã. Được rồi, tôi lại nhìn thấy cái chòi kia, tôi sẽ lại. Chị chòi có người không ạ? Sợ lại trên chòi có người. Mẹ lại cái chòi định mệnh. Và lại chết một lần trên chòi rồi, tôi thấy chùn chùn rồi đấy. Mà thôi, có lẽ cũng phải giết rồi. Chúng ta phải tự tin vào tịch ta kiếm phổ mà trong trận đấu này tôi chưa khiến được ai. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tự tin. Dùng chảo để thi triển ra kiếm pháp kinh khủng. Vâng, thằng nào có thể nghĩ ra được cái trò này. Saxophone thổi rồi. Vào thôi. Nó đang ngắm ở đồi bên kia. Tôi sẽ đi từ từ. Từ từ. Làm sao? Làm đầu tiên vãi liền. Ấy ra nóng. Là không tin nổi nó bắt chột. Vâng, top 3 rồi. Phải chăng mọi chuyện đó là có thật? Rồi tôi chuẩn bị bước đến top 1 trận đấu này. Nhiều máu quá. Nhiều cô tích quá, tự tin quá. Nhiều cô tích là nhiều tự tin rồi. Tự tin cùng bia la nào. Đấy. Một cái tròi. Chúng ta đã hướng đến top 1 trận đấu này. Eo, eo. Vừa nghe thấy súng nó đứng đâu đâu nhỉ? Bây giờ lại phải xuống chòi rồi, chòi này trong bo phải đẹp không? Trong bo của tôi đây rồi. Bình tĩnh, giây phút càng về cuối chúng ta phải càng bình tĩnh. Đấy, chỗ này là trong bo, tôi sẽ đứng đây. Trong cây đợi thỏ. Nào. Chỉ còn lại hai thằng trong hai người đấy không được dùng bom, dùng bom thì ta không sát cái cách thử thách không dùng súng của tôi trong video trước thì tôi không dùng. Chúng ta trời, nó chơi khôn vậy, nó đi vòng tròn quanh cái gốc cây luôn, áp sát kiểu gì thằng chó. Đứng yên ra xem nào. Chật 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 bỏ qua đi. Đi đây điện ra áp sát được. Chẳng lẽ chơi trò bơm máu. Lại bơm máu của này à. Trò bơm máu này đã ăn thua được mấy lần rồi. Vẫn chết. Điều ăn điều nào. Điều ăn điều nào. Trời ơi bò chạy chậm thế. Chạy nhanh đi cái bò kia. Cứ mày đuổi tao chạy nhanh mà. Bây giờ bò chậm thế. Ừ.
I hear? Cái trò này dùng dao với top 1 ở level cao chắc là chả có ma nào làm được đâu. Chứ có thằng điên điên như tôi mới làm cái thử thách ở trong cái dùng dao với top 1 trong cái level cao thế này. Level 21 rồi đấy. Và có lẽ chúng ta kết thúc trận đấu tại đây. Và chúng ta ngày mai chúng ta sẽ đến một cái thử thách khác, một cái thử thách dễ hơn. Thử thách này tôi chưa làm được. Chúng ta sẽ gặp lại trong những video sau.